nguyên cái dãy ngoài trước này là ở tên đợt này nó có về 017, 020 nè, 210, 230, 025, 024, 026, 028. Xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng chuyên cần .com. Mã số điện thoại chính bên em dùng có dùng Zalo luôn là 0976450089 và số điện thoại phụ hướng 2 là 0902759924. Địa chỉ cửa hàng 118 ấp Thị 2, Hội An, Chợ Mới, An Giang á. Thì tối hôm qua là vào ngày 10 tháng 9 năm 2021 bên em có về một lô máy khoảng chừng gần 500 cây á. Máy cưa thì khoảng 300 mấy chục cây á, với máy cắt cỏ ba lô cũng 100 mấy chục cây á. Cái tổng số lượng nó khoảng chừng 500 cây à. Cái lô máy thì em mua cũng lâu lắm rồi à, em mua từ hồi khoảng chừng 2 tháng trước. Nhưng do hôm nay là nó tình hình dịch bệnh nó căng quá, nó hôm nay mới về được ha. Rồi cái này nguyên đóng sớm rồi, trước đây là cỏ Echo ba lô 260 á. Lô này hình thức máy là còn rất là đẹp nữa. Vàng áo nó còn sáng trưng hết nữa. Nhưng mà cái lô này hiện tại chưa có khách chốt, em sang lại hết rồi, em quay cho mọi người tham khảo. Lô này thật sự là rất là đẹp luôn. Đây. Hiện tại tình hình cho em thì nó vừa xuống được cái chỉ thị 15 khoảng chừng 4-5 ngày nay. Hàng về cũng phải đi qua chốt kiểm dịch, người ta test 15 mới về được ha. Quý khách hàng lưu ý khi mà đặt hàng mình xem là chỗ cái khu vực mình đó, nó có còn chỉ thị 16 mà. Nếu mà chỗ chỉ thị 16 hoặc là đang bị phong tỏa, khi hàng tới nơi thì bưu tá người ta sẽ không giao được. Đặc biệt là những khu vực như là Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai hoặc là Đà Lạt. Đà Lạt thì hiện tại hình như là gửi được rồi. Còn ở ngoài Đà Nẵng, những khu vực đó hiện tại là bây giờ là hàng nó ngưng toàn tỉnh luôn, là không có gửi đi được à. Rồi đóng ba lô này rất là đẹp. Rồi cưa thì nó cũng về như mấy đợt trước thôi, nó lộn xộn nhiều mẫu hết. Bên em thì chủ yếu là hai máy về em quay clip lên là để giới thiệu cho quý khách đợt này có máy gì nó về đó. Thì nó vòng vòng cũng nhiều model trong đó. Quý khách nếu theo dõi thường xuyên cơ bên em thì cũng sẽ biết qua những cái máy có mẫu này hết nha. Cưa tải về nó có rất là nhiều loại á. Bên em là thường là không có dọn để mà test nội trước. Quý khách cần cái mẫu nào thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em và Zalo là 0976450089. Mẫu nào còn em sẽ báo giá và gửi chi tiết cái con máy đó cho mình xem nó cụ thể hơn. Còn cái này do số lượng nó nhiều quá mình không có thể nào mà nói chi tiết từng con được, mọi người cũng thông cảm. Giá thì em sẽ báo giá trung bình, tại vì máy bại về em cũng tâm sự qua nhiều clip trước là nó có hình thức xấu đẹp, nhiều khi nó sẽ chênh lệch vài trăm. Những con máy mà giá trị cao có thể chênh lệch 1 triệu 2 triệu cũng là chuyện bình thường. Rồi cưa đằng này thì nó có Echo 304-1 Sinua 305, em quên cái đống này thì em chuẩn bị giao khách luôn. Cưa G361, những cái mẫu này em cũng đã đăng trên website cửa hàng chuyên cần .com hết rồi ha. Mọi người có thể vào mình gõ cái từ khóa cái model máy á, là nó sẽ ra. Nó có Makita nồng đứng nè, hu thì nó cũng được một ít, cái này nó không được chục con, nó có hu 340, hu 162, cái con này là hu 236. Rồi bên đây là những cái con máy cổ mà lớn sát, nó có tên 041, có tên 07, đồ mắt 800. Có tin 041 thì giá hiện tại em đang bán lại cũng dao động khoảng 2,2 triệu đến 2,3 triệu một cây. Rồi nó có cái con này là Donma bao nhiêu cũng không đành nữa. Những mẫu máy cổ thường là em không có đành cái thông số nữa, không lít. Rồi ở trong đây là những cái con máy cũng là những dòng máy cổ mà cái xác nó nhỏ hơn, có tin 015.
mấy cái mẫu này là cưa Trung Quốc, nó để Trung Quốc xuất nhập kia. Sắt đôi ma MC của lốc nó thêm 020 010. Rồi trong đây là những cái con máy hệ đời cao, nguyên cái dãy ngoài trước này là ở tên đợt này thì nó có về 017 020 này, 210 230 025, 024 026 028. Hiện tại bây giờ thì bên em là những cái con ở tên em thường em giao lô cho lái, cũng ít có dọn ra bán lẻ lắm. Đợt này có nhiều khu vực thì không giao hàng được, nếu mà khách không chốt được hoặc là không có được em sẽ dọn bán lẻ. Giá những cái con 017, 024, 026, 028, 020 em cũng đã đăng trên website, mọi người có thể là tham khảo. Như ví dụ như cái dòng Austin 017 hoặc là 018, 180 này, con này thường giá sẽ dao động từ 2,6 triệu tới 2,8 triệu một cây. 026 thì giá trung bình là cũng 4,8 triệu một cây. 021 là giá nó là 3 triệu, 023 là 3 triệu 2. 025 là nó khoảng 3 triệu rưỡi. Cái này em báo giá trung bình của từng dòng máy quý khách có thể tham khảo. Mình mua hay không mua mình cũng có giá cơ sở để sau này mình mua hay như nơi khác đi, mình tham khảo được. Giá bán thì nó cũng tùy nơi với tùy chỗ với tùy hình thức máy nữa. Một điều lưu ý nữa là quý khách hàng nếu mà lần đầu mua máy thì mình vô lòng cọc trước cái tiền ship hàng nhé. Còn những quý khách mà mua cũ rồi mình không cần phải cọc nữa nha. Rồi đây là tới cái dãy của Shindewa 350, 355. Bên kia nó có vài con 340, 346 nha. Shindewa 350 thì giá bán lẻ trung bình cũng khoảng là 3 triệu 7 một cây. 340, 346 thì nó khoảng 2 triệu 8 tới 3 triệu. Từ lúc cái đợt giãn cách thì em có một lô này Shindewa 350 khoảng chừng 40 mấy 50 cây cũng đã giao hết. Cái đợt này là trong lô mới về, hôm nay là tại cửa hàng thì nó hết sạch sẽ luôn rồi. Này Shindewa này hình thức nó khá là đẹp, dàn áo nó còn sáng hết. Có nhiều con là tạnh dính dơ, nếu mình rửa ra nó vẫn sạch đẹp như thường. Rồi bên vậy bên này thì nó có những con cưa tay dài nồng nằm, nó có G320, G310. Có mấy con nồng đứng như Echo 281 thôi. Dài hết nè. Rồi nó có Tanaka tay dài rồi ha. Echo 281 nồng nằm. Rồi bên đây là nó có một số mẫu tay cục. Tay cục này thường em cũng giao là nếu mà giao sĩ em giao hết lô chứ không có phân lẻ đó. Nếu mà không có khách chốt hết lô thì sẽ phân lẻ ra để dọn phân lẻ. Tay cục thì nó cũng vòng vòng mấy cái mẫu này thôi, nó có Makita, Maru MC30, Ryubi, Echodin, Tanaka. Cái con màu xanh này là những dòng máy nội địa Trung Quốc xuất Nhật ấy. Nagatomi rồi. Những cái dòng tay cục ví dụ như cái con màu xanh này là giá nó 1,4 triệu, những dòng Tanaka nó khoảng trung bình 1,6 triệu, 1,7 triệu một cây. Makita ở đây nó có một con tên tay cục nữa. Đây hàng nhà nó vô về đó, hôm chưa có kiểm tra, chỉ mới phân loại sơ sơ vậy thôi. Có mấy con Hitachi đời một quỷ nằm ở góc bên kia nè. Con dãy này là cưa Echo với mấy con nồng đứng. Echo nồng đứng 3,500. DOB 335336. Nhưng mà thì mấy con này em cũng chuẩn bị giao rồi, giá bán lại trung bình cũng khoảng chừng 2,6 triệu đến 2,8 triệu một cây. Rồi cưa nồng đứng thì cho giờ 3,500 3,400 3,200, có vài con 370. Ở đây thì nó có một vài con nó bị thiếu đồ, nó bị thiếu mất cái áo gió ở trên rồi. Xin đi qua nồng đứng xin gu. Echo 3,900 3,55, những con 3,900 thì giá trung bình cũng khoảng là 3,8 triệu một cây. Echo 3,200 3,201 3,95. Những mẫu này là cơ bản nếu mà mình làm hàng bãi thì nó sẽ hay về những mẫu này lắm. Em cũng có đăng giá
và thông số cơ bản ở trên website, mọi người có thể vào website là cửa hàng chuyên cần .com mình xem tham khảo. Cái này em đã phân loại thành dãy hết rồi nè, nó cùng một loại nó cũng nằm đè 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 dưới, cũng nhiều mẫu lắm, model thì nó cũng tương đương với nhau. À, ở bên đây thì nó còn thêm một cái lô echo các cọ 315, 340, 341, 343, 360 thôi. Lô này thích máy của nó cũng rất là đẹp luôn. Nói chung là cái lô ba lô đợt này thì về là máy dàn áo nó đẹp đẹp không. Đây, cái lô này thì cũng có khách vừa chốt sáng nay với em nữa, đã giao hết rồi. Đợt này chỉ còn những cái con cưa lúc nãy em giới thiệu bên kia thôi. Những cái lô ba lô này thì đã giao hết rồi. Lô này quá đẹp, những cái này là nó bằng kiểu bằng nhôm thiết, nó nằm sát trên cái đầu nòng. Những con máy nào mà nó nước xấu mấy cái này nó nóng, nó chóc sơn hết rồi. Còn cái nguyên một lô này là nó còn nước sơn lên đồ chót, cái này nó hơi chá nắng ở ngoài, cái màu nó còn màu sậm cam, nó không phải là tái tái như vậy đâu. Con nào cũng vậy hết, chưa có dấu sét luôn. Lô này rất là đẹp đó. Lô này em cũng đã bán rồi nha quý vị, quay cho mọi người xem tham khảo. Bầu còn trắng tinh hết rồi. Tổng quan lô máy đợt này thì sao ơi, đợt giãn cách em chỉ về được bao nhiêu đây ha? Gần 500 con máy nha. Hiện tại là ba lô đã giao hết. Máy cưa thì còn đại loại những cái mẫu mà em vừa quay á. Rồi nếu quý khách hàng và anh em nãy giờ xem mình có quan tâm tới mẫu nào thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại và Zalo 0976 450089. Có cần chi tiết gì đó mình liên hệ qua đó nhanh hơn. Tại vì bên cái kênh YouTube này nhiều khi mọi người bình luận em không có kiểm tra và trả lời hết được. Rồi với mọi người lưu ý là lúc mà mình chốt đặt hàng á, là mua lần đầu thì cho làm cọc trước, có tiền xếp hàng em có hiểu là 200.000. Cái tiền mà còn lại bao nhiêu thì bưu tá người ta thu hồi sau. Và lưu ý á, nếu mà mình nằm trong cái khu vực nó đang phong tỏa hoặc là cách ly chỉ thị 16 á, là bên em sẽ không có gửi hàng được nha. Rồi đến đây em xin phép tạm dừng cái video clip này tại đây để chuẩn bị lên những cái đống máy này đi giao khách nữa. Cảm ơn quý khách hàng, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau ạ.